Đồ Gỗ Hoài xin kính chào quý vị các bạn. Lúc này đây đang là buổi chiều và đang là 2 giờ chiều của ngày 19 tháng 9 năm 2023. Bên cơ sở Đồ Gỗ Hoài vừa mới hoàn thiện xong một bức tranh thuận buồm xuôi gió và đã được một chị khách, chị Quỳnh tại Bắc Ninh, chị đã chốt một bức tranh thuận buồm xuôi gió này. Và Đồ Gỗ Hoài đã phải khảm thêm cho chị với những dòng chữ như là quý vị đang thấy trên màn hình kia. Công ty than Hà Bắc kính tặng. Chị đã và đang, sau clip này thì Đồ Gỗ Hoài cũng sẽ đóng gói và bàn giao tới tay chị. Chương tờ bàn giao tới tay chị thì Đồ Gỗ Hoài sẽ quay qua một lần nữa để quý vị có thể thấy được một cái tác phẩm, đó là bức tranh thuận buồm xuôi gió với kích thước là 1m07 x 2m17 và được khảm với chất liệu là ốc phân màu bảo ngư đẹp như thế này quý vị ạ. Đó, quý vị đang được nhìn thấy đấy ạ. Đó, công ty kinh doanh than Hà Bắc kính tặng, một cái tác phẩm mà bên cơ sở Đồ Gỗ Hoài đã tạo tác lên. Đó, quý vị đang được nhìn thấy đấy ạ. Ngay lúc này buổi trưa thì Đồ Gỗ Hoài cũng đã phải là gấp rút hoàn thiện một cái dòng chữ để kịp bàn giao tới tay chị. Đó, quý vị đang được nhìn thấy một cái tác phẩm với mức giá tầm trung thôi quý vị ạ. Và chất lượng nó đỏ đẹp như thế này thôi. Một tác phẩm dành tặng cho, mà bên cơ sở làm cho chị Quỳnh tại Bắc Ninh. Đó quý vị ạ. Đó, rất đẹp quý vị ạ. Sau cái video này thì chúng tôi sẽ đóng gói để bàn giao, vì anh chị đang đứng đợi tại cơ sở của Đồ Gỗ Hoài. Thay mặt thì đội ngũ sản xuất thì Đồ Gỗ Hoài cũng xin chân thành cảm ơn chị Quỳnh đã về trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Hoài, đã lựa chọn cho mình một cái tác phẩm thuận buồm xuôi gió, bức tranh thuận buồm xuôi gió kích thước 1m07 x 2m17 đẹp như thế này với mức giá tầm trung thôi quý vị ạ. Sau đây thì Đồ Gỗ Hoài cũng xin khép lại video đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ với Đồ Gỗ Hoài qua Zalo số 0984368681. Đồ Gỗ Hoài có địa chỉ tại làng nghề Khảm Trai truyền thống, thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị ở xa thì có thể theo dõi trên kênh Facebook, YouTube, hãy nhấn vào từ khóa Đồ Gỗ Hoàng Hải để đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở Đồ Gỗ Hoài, để bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Và sau đây một lần nữa xin kính chào.